Xin chào quý phụ huynh và các bạn học sinh đã quay trở lại với kênh Du học và Xuất khẩu Lao động. Bằng ngày hôm nay, thầy Dũng Sakura và các cộng sự sẽ trả lời cho các bạn câu hỏi: Du học Nhật Bản sau tốt nghiệp trung học phổ thông, tại sao lại không? Rất nhiều quý phụ huynh và các bạn đã có thắc mắc có nên đi du học Nhật Bản sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông hay không. Các bạn còn trẻ, mới 18 tuổi thì có nên thực sự rời xa nhà để du học hay không? Để trả lời cho câu hỏi này, Du học và Xuất khẩu Lao động với thầy Dũng Sakura được quý phụ huynh theo dõi thì cả một toàn bộ một video này sau đây. Thứ nhất là tổng quan về chương trình du học Nhật Bản sau tốt nghiệp trung học phổ thông. Một, tổng quan chương trình du học Nhật Bản sau tốt nghiệp trung học phổ thông. Chương trình du học Nhật Bản sau tốt nghiệp trung học phổ thông, hay còn gọi là du học tự túc, phù hợp với tất cả học sinh, sinh viên Việt Nam, không phân biệt tài chính. Chỉ cần các bạn có quyết tâm và ý chí học tập tham gia chương trình du học tự túc, du học sinh sẽ có hai lựa chọn sau khi tốt nghiệp là đi làm hoặc tiếp tục học lên chuyên ngành cao hơn nữa. Vậy thì thứ nhất là chúng ta sẽ học tiếng Nhật tại trường Nhật ngữ. Sau khi đến Nhật qua chương trình này, các bạn sẽ bắt đầu học tiếng Nhật tại trường Nhật ngữ đã chọn. Chương trình học tiếng Nhật tại trường Nhật ngữ kéo dài từ 1 năm 3 tháng đến 2 năm tùy thời điểm nhập học. Mỗi kỳ nhập học sẽ có những đặc trưng khác nhau, chi tiết các bạn có thể xem. Nhập học kỳ tháng 1, khóa học 1 năm 3 tháng. Nhập học kỳ tháng 4, khóa học 2 năm. Nhập học tháng 7, kỳ học khóa học 1 năm 9 tháng. Và nhập tháng 10 thì 1 năm khóa học 6 tháng. Nội dung học: trong suốt thời gian học, du học sinh sẽ tham gia các chương trình học tiếng Nhật chuyên sâu, hoạt động ngoại khóa, tìm hiểu về đất nước, văn hóa, con người Nhật Bản nhằm nâng cao năng lực tiếng Nhật của bản thân, phục vụ cho mục đích học tiếp lên các loại hình giáo dục cao hơn hoặc làm việc cho các công ty của Nhật Bản. Chương trình học tại trường Nhật ngữ rất phong phú, đa dạng, phù hợp với khả năng, đáp ứng đầy đủ nguyện vọng, mục đích học tập của du học sinh, bao gồm khóa học tiếng Nhật cơ bản và nâng cao, khóa luyện thi EGU giúp học viên thi đỗ vào các trường đại học hàng đầu, khóa luyện thi cao học giúp học viên trau dồi, nâng cao kiến thức tư duy, logic, năng lực tiếng Nhật phục vụ cho mục đích nghiên cứu các lý luận ứng dụng chuyên sâu để học lên cao học, khóa học về thương mại giúp học sinh nắm vững các kỹ năng cơ bản để làm việc tại các công ty Nhật Bản. B. Chương trình học lên cao. Sau khi hoàn thành khóa học tiếng Nhật tại trường Nhật ngữ, du học sinh có thể lựa chọn các loại hình giáo dục cao hơn, ví dụ cao học 3 năm, đại học 4 năm, đại học ngắn hạn 2 năm, chuyên môn 2-3 năm. Như vậy, tùy từng nhu cầu học tập của mỗi du học sinh mà tổng thời gian sẽ học bằng và số tổng thời gian học trường tại trường tiếng Nhật cộng với thời gian học tại trường tương ứng. Thứ hai, điều kiện tham gia du học Nhật Bản sau tốt nghiệp trung học phổ thông. Mới tốt nghiệp trung học phổ thông có điểm trung bình từ 3, cấp 3 từ 6,5 trở lên, điểm thi trung học phổ thông quốc gia từ 18 điểm trở lên, hoặc tốt nghiệp đại học không quá 3 năm, có điểm phải trung bình 3 năm, cấp 3 từ trên 6,5, không có tiền án tiền sự, không thuộc diện cấm xuất cảnh, hoặc xuất cơ bản Nhật Bản tại Việt Nam. Lưu ý, ở đây chúng ta sẽ không tính những trường hợp đại học liên thông các bạn nhé. Thứ ba, chi phí du học Nhật Bản hệ trung học phổ thông. Chi phí cần chuẩn bị để du học Nhật Bản bao gồm chi phí làm hồ sơ, học phí, phí ký túc xá. Mức chi phí này không cố định và sẽ thay đổi tùy thuộc vào trường và khu vực sinh sống. Để cập nhật chi phí du học Nhật Bản mới nhất, quý khách vui lòng liên hệ đến Du học Xuất khẩu Lao động với thầy Dũng Sakura để nhận được bảng chi tiết về chi phí nhiều hơn. Và hiện tại có rất nhiều học bổng để các bạn có thể thu nhập các học bổng này với mức học phí có thể lên 100%. Hiện nay, Du học và Xuất khẩu Lao động cùng thầy Dũng Sakura cung cấp đến quý phụ huynh các bạn học sinh dịch vụ hỗ trợ Nhật Bản có chó bao giờ, hoàn thiện hồ sơ, dịch thuật hồ sơ không giới hạn, luyện tập phỏng vấn với đại sứ quán Nhật Bản, hỗ trợ xin COE visa học, hỗ trợ thời học sinh trong suốt thời gian học tập tại Nhật Bản. Đây là một lời cam kết tuyệt đối mà sẽ không bao giờ từ bỏ các bạn trong quá trình các bạn học bên đó. Thứ tư, hồ sơ du học Nhật Bản. Để chuẩn bị hồ sơ cho chương trình du học Nhật Bản tốt nghiệp trung học phổ thông, quý vị phụ huynh các bạn học sinh cần chuẩn bị các giấy tờ của người trực tiếp ứng tuyển và các trường Nhật ngữ và giấy tờ liên quan cho người bảo lãnh. Hồ sơ của người trực tiếp tham gia ứng tuyển bao gồm giấy tờ của học sinh sinh viên, giấy khai sinh bản sao, chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, học bạ trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng, hoặc bằng điểm, xác nhận giấy học tiếng Nhật, giấy xác nhận nghề nghiệp, hộ chiếu, ảnh thẻ 3x4. Đối với những người liên quan thì giấy tờ, sổ ngân hàng, giấy chứng minh số dư tài khoản, giấy chứng nhận cơ quan làm việc và thu nhập trong ít 3 năm gần nhất, chứng minh thư nhân dân, bản sao công chứng. Thứ năm, trường Nhật ngữ tại Nhật Bản. Thì hiện tại có khoảng 600 trường Nhật ngữ đang hoạt động tại Nhật Bản. Tuy nhiên, việc lựa chọn một trường Nhật ngữ phù hợp với yêu cầu không phải là một điều dễ dàng. Với kinh nghiệm làm việc và thành công hàng nghìn bộ sơ du học Nhật Bản,
du học và xuất khẩu lao động cùng thầy Dũng Sakura sẽ giúp quý phụ huynh nhanh chóng tìm được những trường Nhật ngữ phù hợp nhất. Cái này thì chúng ta có thể liên lạc trực tiếp trong quá trình đăng ký, thì thầy Dũng sẽ hướng dẫn cho các bạn cụ thể hơn. Vậy thì tại sao nên đi học Nhật Bản sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông? Tốt nghiệp trung học phổ thông, các bạn học sinh và gia đình thường có sai lựa chọn đi theo hai hướng. Vậy hướng đi nào phù hợp hơn? Chúng ta hãy làm một phép tính so sánh nhé. Lựa chọn số 1, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ học lớp tiếp đến các chương trình cao đẳng đại học tại Việt Nam. Lựa chọn số 2, du học Nhật Bản sau tốt nghiệp trung học phổ thông. Lựa chọn 1, thời gian học cao đẳng đại học tại Việt Nam trung bình khoảng 3 đến 4 năm. Còn thời gian du học tại Nhật Bản sẽ từ khoảng 1 năm 3 tháng đến 2 năm. Học phí cộng chi phí sinh hoạt cộng 4 năm dao động trong từ 200 đến 250 triệu đồng khi bạn học tại Việt Nam. Còn đối với Nhật Bản thì chi phí học cộng một chi phí sinh hoạt 1 năm từ 280 đến 310 triệu. Nhưng trong thời gian học tập tại Nhật Bản, du học sinh được du học và thầy Dũng Sakura hỗ trợ tìm việc làm thêm, thu nhập từ 17 đến 20 triệu đồng một tháng. Với mức thu nhập này, bạn đã có thể tự chi trả sinh hoạt phí mà không cần trợ giúp từ gia đình và vẫn còn một phần tiền để chúng ta học tập tiếp. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng đại học Việt Nam, tham gia vào lực lượng lao động tại Việt Nam với mức lương trung bình cử nhân đại học mới tốt nghiệp từ 5 đến 6 triệu đồng một tháng. Tốt nghiệp trực tuyến ngữ, tối thiểu bạn có chứng chỉ tiếng Nhật tương đương với N2. Sau đó bạn có thể tiếp tục học lên các trường cao học, cao đẳng đại học ở Nhật hoặc về Việt Nam làm cho các công ty Nhật Bản tại Việt Nam với mức lương tầm khoảng 30 đến 40 triệu đồng trên một tháng. Trong các trường hợp khác, bạn có thể nắm danh sách hàng trăm nghìn cử nhân thất nghiệp mỗi năm theo bộ thống lại Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Đây là trường hợp tại Việt Nam. Mức lương của các bạn tiếng Nhật N2, N3 dao động từ 15 đến 20 triệu đồng Việt Nam trên tháng hoặc cao hơn tùy theo vị trí công việc. Ngoài ra, du học và xuất khẩu lao động cùng thầy Dũng Sakura ghi nhận nhiều trường hợp học sinh Việt Nam sau 1-2 năm đi học cao đẳng tại Việt Nam đột ngột chuyển hướng sang du học Nhật Bản. Và nguyên nhân chủ yếu là do cảm thấy không phù hợp với các chuyên ngành đào tạo tại Việt Nam và đương nhiên chi phí, thời gian, tài chính bỏ ra 1-2 năm học Việt Nam sẽ không mang lại kết quả. Và điều này thì thầy Dũng khẳng định với các bạn có rất nhiều, bởi vì Dũng đã làm hướng nghiệp đến năm nay năm thứ 10 năm làm hướng nghiệp cho các học sinh trung học phổ thông, hướng nghiệp cho gần 30-40 nghìn bạn học sinh. Và chúng ta thấy cái điều này là điều rất nhiều, có đến khoảng 65% là học hết năm thứ nhất hoặc hết năm thứ hai đã học bỏ ngang và chúng ta có thể đi học Nhật Bản, có thể chuyển sang học ngành khác. Việc đương nhiên du học Nhật Bản bên cạnh đó có những mặt hạn chế nhất định. Du học Nhật Bản hiện nay đang trở thành xu hướng phổ biến, khiến mức độ cạnh tranh lực lượng lao động do du học Nhật Bản đã tăng. Tuy nhiên điều này không thành vấn đề đáng lo ngại, bởi trong bối cảnh Nhật Bản thiếu hụt nhân sự trầm trọng, tại Nhật Bản việc cứ trung bình 161 công việc thì mới có khoảng 100 người tìm việc. Đây là theo thống kê của Bộ Lao động Nhật Bản. Nói về cơ hội Nhật Bản thì làm việc tại Nhật Bản sau khi về nước thì Japanese được Navigator, tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự hàng đầu Việt Nam, thông tin đưa ra thì trong quý 1 năm 2019, các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam liên tục có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp trung, cấp cao trong nhiều lĩnh vực từ sản xuất, IT, hàng tiêu dùng bán lẻ, giao thông vận tải, kỹ thuật, tài chính ngân hàng. Trong đó đáng kể nhất là lĩnh vực sản xuất chiếm hơn 50% nhu cầu tuyển dụng. Điều này càng khẳng định lợi thế của du học sinh sau khi tốt nghiệp tại Đại Nhật Bản đi về nước. Tóm lại, du học Nhật Bản sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông mang lại cho quý phụ huynh và các bạn học sinh có những lợi ích như sau. Thứ nhất, tối ưu chi phí, thời gian và tiền bạc cho du học sinh và gia đình. Thứ hai, cơ hội được tuyển thẳng vào các trường đại học cao đẳng và chuyên môn tại Nhật. Thứ ba, năng lực học tập và khả năng phát tiếp thu tiếng Nhật cao hơn. Thứ ba, môi trường tốt hơn để phát triển khả năng bản thân. Và cuối cùng, cơ hội làm việc tốt hơn sau khi kết thúc chương trình học. Vậy, có nên đăng ký đi học gia học Nhật Bản giai đoạn 2001-2002 hay không? Bên cạnh những lo ngại về rủi ro dịch bệnh Covid dẫn đến các quyết định từ bỏ kế hoạch du học thì vẫn có một lượng lớn du học sinh tiếp tục lộ trình của mình. Như của thầy Dũng năm nay có rất nhiều bạn với kỳ tháng 4 đã đỗ và chuẩn bị cho kỳ bay của mình. Vậy nếu dự định du học Nhật Bản sau trung học phổ thông đang băn khoăn có nên hay không đi du học Nhật Bản trong giai đoạn này, quý phụ huynh và các bạn có thể tham khảo bài viết để có phù hợp nhất với mình. Covid-19 đang vẫn hiện hữu trên cuộc sống hàng ngày, dù đó còn nhiều khó khăn và thách thức. Du học và xuất khẩu lao động cùng với thầy Dũng Sakura vẫn tin tưởng rằng giáo dục mang lại tương lai. Chúng ta cố gắng hết sức để cầu nối các em đến học sinh Việt Nam chắc chắn bước qua đại dịch. Và cũng sẽ có một cái tin vui như cho các bạn theo dõi kênh của thầy Dũng, đó là kể từ ngày hôm nay
ngày 8 tháng 11 ấy, thì hiện tại Dũng đã là thành viên hội đồng quản trị của một công ty coi trực thuộc 100% vốn của Nhật Bản đã đầu tư về Việt Nam, và công ty này đại đa phần sẽ mang chương trình học bổng về cho Việt Nam để chúng ta thì cho du học sinh những thuận lợi nhất, tạo điều kiện tốt nhất để chúng ta có những cái chuyến đi Nhật Bản mà thuận lợi, và càng cái đặc biệt là hỗ trợ trọn đời các bạn ở bên Nhật. Qua những thông tin vừa rồi thì chắc chắn các bạn phụ huynh và quý học các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đã nhận thấy việc du học sau khi tốt nghiệp mang lại rất nhiều lợi ích vượt trội. Vì vậy, lựa chọn hay không chính là phụ thuộc hoàn toàn vào phụ huynh và học sinh. Xin chào và hẹn gặp lại quý phụ huynh và học sinh tại VIGP, công ty của Dũng tại địa vốn 100% Nhật Bản tại Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào quý phụ huynh và các bạn học sinh đã quay trở lại với kênh du học và xuất khẩu lao động. Bằng ngày hôm nay, thầy Dũng Sakura và các cộng sự sẽ trả lời cho các bạn câu hỏi: du học Nhật Bản sau tốt nghiệp trung học phổ thông, tại sao lại không? Rất nhiều quý phụ huynh và các bạn đã có thắc mắc có nên đi du học Nhật Bản sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông hay không, các bạn còn trẻ, mới 18 tuổi.